Jacob Murphy chuyền bóng ngược trở ra. Đường chuyền dài khá hay. Cơ hội đối mặt. Sút bóng không vào. Cơ hội. Dứt điểm không vào. Như vậy là vẫn có bàn mở tỷ số cho Newcastle United. Thủ của Burnley bị thực sự sốc sạch. Cú đá bồi của Callum Wilson khiến cho Muric không kịp trở tay, dù cho anh đã có pha cứu thua trước đó. Pha xoay sở khôn ngoan. Luis Ho. Alexander Isak chọc khe. Cơ hội cho Livramento. Không vào. Pha đủ Alexander Isak. Đường chuyền tốt. Anthony Gordon. Sút xa. Rất khỏe. Jacob Murphy chuyền bóng ngược trở ra. Sức càn lướt của Callum Wilson đã đánh bật được Steve và mở ra một cơ hội cho Jacob Murphy với đường chuyền rất thuận lợi vào bên trong. Asignon lại để mất bóng. Rất nguy hiểm. Anthony Gordon. Anthony Gordon khoảng trống. 3-0 cho Newcastle United. Để dứt điểm ở tuyến 2. Mất bóng rất nguy hiểm bên phần sân nhà. Asignon đã chơi hay kể từ đầu hiệp 1, nhưng liên tiếp là những tình huống mất bóng của anh. Và bây giờ thì nó trực tiếp dẫn đến bàn thua. Khoảng trống quá lớn với Bruno Guimaraes. Những hậu vệ của Isak không vào. Đường chuyền của Isak cho Callum Wilson. Tốc độ của Jacob Murphy rất nhanh. Căng ngang Isak. Và sức mạnh của Newcastle là quá lớn lướt so với hàng thủ của Burnley ở tình huống này. Vẫn là Jacob Murphy với những đường chuyền như cắt tiết từ bên phía cánh phải. Tốc độ quá nhanh của số 23 đã loại bỏ Vitinho. Phần việc còn lại của Isak. Đánh đầu. Quả phạt góc của Gudmundsson. Và cú đánh đầu đưa trái bóng đi với một quỹ đạo rất khó.